một số bác hỏi rồi là sao cắm điện như đầy đủ rồi mà nó không có lên đèn đốt gì hết, không thấy cái nút công tắc on power on đâu hết á, tại vì các bác chưa có cắm cái input guitar vô. Tôi rút input guitar ra nè, nó sẽ tắt, tại vì công tắc power on nó được tích hợp ở trong jack input của guitar rồi. Cắm guitar vô input là tự động nó sẽ lên đèn, cái máy sẽ hoạt động bình thường, thậm chí tôi không cần cắm adapter nữa thì nó đang xài pin mà. Classic tune, love of a guitar.